Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 1 tháng 8, Thánh Alfonso Maria Liguori, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Ô mẹ, một màu ngát xanh như mây trời che cơn nắng hạ. Ô mẹ, một màu ngát xanh cho đời con thêm hy vọng sống. Ô mẹ, mở rộng thánh thương cho đoàn con qua cơn giá lạnh. Ô mẹ, như dòng sông xanh đưa đoàn con xuôi bên về nguồn. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 1 tháng 8, Thánh Alfonso Maria Liguori, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Alfonso Maria Liguori là đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế vào một giai đoạn chủ nghĩa duy lý thống trị. Qua đời ngày 1 tháng 8 năm 1787 tại Campagna, nước Ý. Năm 1839, Ngài được phong thánh. Và năm 1871, Giáo hội tuyên bố Ngài là Tiến sĩ Hội Thánh. Vào thời Alfonso Maria Liguori, giữa hai chủ trương lạc quan tôn giáo và nhặt nhiệm do Jansenist chủ xướng, Thánh Alfonso Maria Liguori đã xây dựng một hệ thống thần học luân lý được mệnh danh là Thuyết Trung Dung, dựa trên nguyên tắc lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, đứng giữa hai thái cực nhiệm nhặt và thả lỏng của những người chủ trương có thể. Qua công trình của nhà luân lý Quân Bình, thánh nhân đã đặc biệt có công trong việc giải phóng các giáo hữu đương thời khỏi chủ trương quá nhiệm nhặt của phái Jansenius. Là nhà giảng thuyết và nhà luân lý lớn, thánh nhân cũng biết khai thác các tài năng thơ nhạc của mình phục vụ cho nhiệt tình truyền giáo. Người ta gán cho Thánh Alfonso 160 tác phẩm thần học hoặc đạo đức. Alfonso Maria Liguori sinh ngày 27 tháng 9 năm 1696 tại Marinella gần Naples và là con trưởng trong 7 anh em. Ngay từ trong nôi, Alfonso là điểm tập hợp mọi ân huệ đáng mơ ước như trí thông minh, danh giá, tài sản, thiên khiếu nghệ thuật và một tấm lòng đại độ. Trong khi đó, người mẹ rất đạo hạnh nghĩ rằng các ân huệ tốt đẹp nhất sẽ chẳng có giá trị gì nếu không hướng về Chúa. Người lãnh nhiều phải trả nhiều. Như vậy, ân phúc kỳ diệu nhất mà Alfonso nhận được chính là giáo huấn của người mẹ. Alfonso học tiếng Hy Lạp, tiếng Latin, tiếng Pháp và toán. Ngài say mê âm nhạc và hội họa. Là một con người có trí, Alfonso gây ảnh hưởng tốt đối với chúng bạn bằng sự trong trắng tế nhị và lòng đạo đức của mình. Một người bạn kể lại rằng có lần thua cuộc chơi và giận dữ đến độ trở nên sỗ sàng. Alfonso buồn phiền nghỉ chơi và nói: Chúa không muốn tôi được chút tiền đã khiến cho bạn làm phiền lòng Ngài. Thế rồi Alfonso biến mất vào vườn. Các bạn đổ xô đi tìm và gặp Alfonso đang quỳ cầu nguyện dưới tượng Đức Mẹ đặt trên cành cây. Người bạn xấu xúc động nói: Tôi đã làm phiền một vị thánh. Alfonso thành công rất sớm trong đời. 17 tuổi, Ngài đậu bằng tiến sĩ luật khoa cả về giáo luật lẫn dân luật và đã bắt đầu hành nghề luật sư. Khả năng hùng biện của Alfonso hứa hẹn một tương lai sáng lạn. Trong suốt 10 năm hành nghề, Ngài sống xứng danh là Kitô hữu hoàn hảo. Nhưng tuổi trẻ cũng có cớ dẫn Ngài tới lỗi lầm và hậu quả bi thảm. Năm 1723, trong một vụ kiện,
Ngài biện hộ với một giọng nói hùng hồn, lý lẽ vững chắc, làm cho cả tòa án phải ngỡ ngàng tán thưởng. Nhưng khi vừa dứt lời, đối thủ ôn hòa vạch ra một lỗi nhỏ mà Ngài không nhận thấy. Chính lỗi nhỏ đó đã tiêu hủy luận chứng lẫn danh tiếng của Alfonso. Thất bại nặng nề trong cuộc biện hộ, Alfonso rất đau buồn và đóng cửa phòng liền 2 ngày không ra khỏi phòng. Rồi sau đó chán nản bỏ nghề luật sư. Ngài suy nghĩ và cho đây là dịp Thiên Chúa kêu gọi mình. Alfonso suy nghĩ và tự hỏi rằng đây không phải là lời mời gọi của Chúa hay sao? Bỏ nghề luật sư, Alfonso nói: Ôi thế gian, ta đã biết rõ ngươi rồi. Ngươi là phù vân giả tạo, hỡi pháp đình. Ngươi sẽ không còn gặp ta nữa. Ngài tìm đường sống và dấn thân cho công cuộc bác ái. Một ngày kia, đang khi thăm viếng các bệnh nhân trong một nhà thương, Alfonso nghe tiếng hỏi: Ngươi làm gì ở thế gian này? Ngươi làm gì ở thế gian này? Nhìn chung quanh, Alfonso không thấy ai, nhưng Ngài vẫn nghe hỏi một lần nữa. Vào một nguyện đường dâng kính Đức Mẹ Từ Bi gần đó, Alfonso hứa sẽ gia nhập dòng giảng thuyết và làm linh mục. Đặt thanh gươm lên bàn thờ, Ngài nói: Lạy Chúa, này con đây, xin hãy làm nơi con điều đẹp lòng Chúa. Con là gì và con có là chi? Con xin hiến dâng để phụng sự Chúa. Nghe tin này, cha của Alfonso giận dữ. Alfonso quyết bỏ nghề, bỏ cả vị hôn thê của ngài sao? Ngài trả lời rằng: Đối với Chúa, chẳng có hy sinh nào gọi là quá lớn lao cả. Alfonso cương quyết giữ ý định, và cha của Alfonso không thèm nhìn mặt cậu nữa. Năm 1726, Alfonso thụ phong linh mục, đi rao giảng khắp vương quốc Nạp. Cha của Alfonso giận dữ, quyết không thèm nghe Alfonso giảng ở bất cứ chỗ nào. Nhưng mà một ngày kia, cha của Alfonso vào trong thánh đường, đúng lúc con của mình đang thuyết giảng. Thoạt đầu ông giận dữ lắm, nhưng rồi dần dần nghe ông mềm lòng. Ơn Chúa đã đến nhờ lời giảng dạy của chính con ông. Kết thúc giờ phục vụ, ông ra về và nói: Con tôi đã làm cho tôi được biết Chúa. Con tôi đã làm cho tôi được biết Chúa. Alfonso sốt sáng lo cho phần rỗ linh hồn mọi người, đặc biệt chuyên cần rao giảng lời Chúa cho dân chúng ở miền quê, nhất là những người tầng lớp thấp hèn. Và Alfonso thường giảng về lòng yêu mến Chúa Kitô. Linh đạo của Alfonso dựa trên tình yêu. Suốt đời, Alfonso không những chỉ nỗ lực trong công việc trí thức mà còn lo tiếp xúc với dân chúng. Alfonso thích việc ngồi tòa giải tội hơn là ngồi bàn nghiên cứu. Ngài mang đặc điểm của một linh mục truyền giáo. Trước tiên, Alfonso lo đào tạo các thừa sai sang Trung Quốc tại một chủng viện ở Napa nhằm phục vụ các bệnh nhân và giảng dạy giữa bình dân. Về sau, Ngài giảng dạy trong các vùng quê miền Nap. Nơi đây, Ngài khám phá thấy rất nhiều sự thiếu thốn trong vấn đề đạo đức. Điều này đưa Ngài tới việc thành lập một hội dòng mới để có người cộng tác trong việc truyền giáo, đó là Dòng Chúa Cứu Thế do Ngài sáng lập. Tại Slaka, tháng 11 năm 1732, nhằm mục đích truyền giáo cho miền quê, đặc biệt dưới bình dân, và dạy dỗ về bí tích hòa giải. Thế nhưng, các bạn hữu của Alfonso tìm mọi cách phê bình, chỉ trích, chống phá công việc này, khiến cho hội dòng phải một phen phân rẽ.
Dầu cho từ đầu, hội dòng đã bị phân rẽ thành hai phe, và Thánh Alphonso phải khởi lại từ đầu với hai người bạn. Khởi đầu lại với có hai người bạn mà thôi, dòng bị phân rẽ. Nhưng thánh nhân vẫn luôn kiên trì chịu đựng và tin tưởng trông cậy vào Chúa. Không trở ngại nào có thể làm lung lay lòng nhiệt thành của Ngài. Nhờ đó, dòng chúa cứu thế dần dần được khôi phục lại và phát triển mạnh mẽ. Ngày 21 tháng 2 năm 1749, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 14 đã chuẩn nhận hội dòng của Alphonso. Hội dòng này đã nhanh chóng phát triển, đặc biệt nhờ công của Thánh Clement Hofbauer phổ biến sang Ba Lan và các xứ thuộc nước Đức. Năm 1548, Alphonso xuất bản bộ thần học luân lý được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 14 phê chuẩn và gặt nhiều thành quả tức thời. Năm 1762, Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 14 đặt Alphonso làm giám mục cai quản địa phận Agata. Ngài nỗ lực thăng tiến lòng đạo đức trong giáo phận, khởi sự từ việc canh tân hàng giáo sĩ. Năm 1775, Ngài được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 6 cho phép từ nhiệm để về sống trong dòng tại Nocera. Đặc biệt là khi đã lớn tuổi, vị sáng lập dòng chúa cứu thế đã gặp phải bao thử thách do những đau khổ lớn lao. Nhưng Ngài đã đón nhận tất cả với sự kiên nhẫn anh hùng, bị bệnh tật, bị ngờ vực, thậm chí bị sự xa lánh của chính gia đình dòng tu của mình. Chính những anh em dòng tu của mình do mình sáng lập lại xa lánh và loại trừ mình. Rồi những cuộc tranh giành gây đối chọi giữa các thành viên trong hội dòng. Kết cuộc đi đến chia rẽ. Và sau hết, nỗi lo bị kết án đã hằn sâu trong những năm cuối đời của thánh nhân. Những năm cuối đời, Thánh Alphonso đã trải qua rất nhiều đau khổ, cả thể xác lẫn tinh thần. Dầu trong đêm tối của linh hồn, Ngài vẫn không nao núng và luôn kiên trì cầu nguyện. Ngài luôn tận tâm với việc canh tân lòng tôn sùng thánh thể, cách riêng việc thực hiện các cuộc viếng mình thánh chúa, và Ngài đòi hỏi phải tôn kính thánh thể cách xứng đáng. Vị chủ chăn lớn thường nói, chính nhờ việc cầu nguyện mà các thánh nên thánh. Chính vì ý thức rõ tính cách quan trọng của cầu nguyện mà bản thân Ngài luôn thực hành và rao giảng. Thánh nhân cũng thành lập một ngành nữ của hội dòng chúa cứu thế với hoạt động chủ yếu là thần vụ, suy gẫm và đọc sách thiêng liêng. Thánh nhân đặt tình yêu vô biên của cha vĩnh cửu đối với nhân loại làm nền tảng cho toàn bộ giáo lý của người, bởi vì Đấng đã không từ chối giao phó cho chính con một mình vì tất cả chúng ta. Làm sao Chúa lại không ban tất cả cho chúng ta cùng với con của người? Alphonso nói, ai cầu nguyện sẽ được cứu thoát, ai không cầu nguyện sẽ tự luận phạt. Cuối cùng, Alphonso tìm được bình an và qua đời năm 1787, được tôn phong hiển thánh năm 1839 và tiến sĩ hội thánh năm 1871. Thưa anh chị em, đọc cuộc đời các thánh, nhất là các thánh lập dòng. Hôm qua chúng ta đọc về Thánh Ignacio lập dòng tên. Hôm nay Thánh Alphonso sáng lập dòng chúa cứu thế. Rồi đến ngày 8 tháng 8 là Thánh Đa Minh sáng lập dòng Đa Minh thuyết giáo. Chúng ta thấy hầu hết các thánh lập dòng ban đầu vạn sự khởi đầu nan. Lúc đầu lập dòng vô cùng khó khăn. Mà cái khó khăn lớn nhất là khó khăn trong chính nội bộ. Đến ngày 2 tháng 8 còn Thánh Ferro Giuliano Ema lập dòng thánh thể nữa. Các thánh sáng lập dòng hầu hết là gặp những khó khăn, những trở ngại. Dường như không thể vượt qua được nếu không có ơn của Chúa. Mà nếu không phải là thánh ý của Chúa thì chẳng bao giờ hội dòng đó có thể hình thành và phát triển được cho đến ngày hôm nay. Tưởng rằng không thể được vì khó khăn bên ngoài, vật chất, cơ sở, nhân sự chưa nói.
Khó khăn bên trong là khi có được anh em rồi thì chính anh em trong dòng lại phân rẽ, lại phân tán, lại năm bè bảy mối, lại chia phe chia đảng, lại tranh giành quyền hành chức tước địa vị. Thánh nào cũng bị cái trở ngại đó, cũng bị trở ngại đó, và ai cũng lấy danh nghĩa là nhân danh Thiên Chúa vì lợi ích của hội thánh. Cái đó mới là cái khó. Làm sao biết là mình đúng hay người khác đúng? Làm sao biết đâu là thánh ý Chúa? Chúa có muốn mình lập hay không lập? Nếu Chúa muốn, tại sao có trở ngại như thế này? Cũng giống như là Faustina được Chúa mời gọi đi loan truyền lòng thương xót Chúa và lập một hội dòng lòng thương xót Chúa. Cho tới bây giờ công việc loan truyền lòng thương xót Chúa đang phát triển, mà việc lập hội dòng đã đi đến đâu đâu, vẫn chưa hình thành một cách rõ ràng và phát triển được. Dòng nữ cũng như dòng nam, nhất là dòng nam, những linh mục dòng lòng Chúa thương xót chưa thấy xuất hiện trên thế giới này một cách rõ ràng, chính thức để phát triển. Vậy thì ý Chúa là như thế nào? Bước đầu khó khăn lắm thưa anh chị em, gian nan lắm. Và khi chúng tôi bước vào con đường lòng thương xót Chúa mới có 15 năm nay thôi, hơn 15 năm rồi, mà không lúc nào không gặp trở ngại, không lúc nào không gặp khó khăn, không lúc nào không gặp chống đối. Đến mức độ mà như một nữ tu nói với Faustina là cái chị này làm sao mà chị cứ đi tới đâu là khó khăn nó cứ trồi lên đến đó, khó khăn nó trồi lên đến đó. Làm việc gì khác thì không sao, cứ động đến lòng Chúa thương xót là có chuyện. Đấy, các thánh lập dòng cũng như thế. Và nhất là cái đau khổ nhất là cuối đời rồi. Thường khi mình làm một công trình gì, cuối đời mình muốn là nhìn cái công trình đó hoàn tất và mãn nguyện, đúng không? Rồi được mọi người nói cảm ơn cha đã lập dòng để cho chúng con có được ngày hôm nay, vân vân và vân. Ghi nhớ công ơn của cha đã vất vả, mồ hôi nước mắt ban đầu, vân vân. Chúng con không bao giờ quên công ơn cha. Rồi sau đó thì mình dưỡng già, rồi mình nhìn đàn con cháu nó phát triển và ra đi bình an. Đây không, cuối đời bị anh em nó loại trừ, loại trừ khỏi dòng cho bình lập. Rồi cuối đời bệnh tật điếc lác, rồi trí nhớ nó cũng chậm chạp đủ mọi thứ. Rồi cuối cuộc đời của An Phong Sô là một cái đêm đen tối dày đặc, bệnh thể xác, bệnh tâm hồn, rồi đức tin bị thử thách. Chúa ở đâu? Công việc con làm như thế này thật có đúng hay không đúng, mà tới cuối đời còn không thấy kết quả là sao hả Chúa? Vậy thì con đi sai đường rồi à? Anh chị em thấy không? Tại vì mình vẫn nghĩ rằng là nếu mình đi đúng đường thì phải có kết quả chứ. Bây giờ không có kết quả, vậy thì chả lẽ con đi sai đường? Vậy thì đây là ý con hay ý Chúa? Vậy Chúa muốn cái gì đây? Chứ đâu có hiện ra để mà nói rõ ý của tao như thế này, đến lúc này thì bị như thế này, đến lúc này thì như thế này, nhưng mà mai mốt nó sẽ như thế này, cứ an tâm. Chúa có nói vậy không? Không. Mình cứ mày mò như Abraham, mãi không sinh được đứa con. Chúa hứa như sao trên trời, như cát như biển, sinh được đứa con cầu tự thì bảo đem đi tế riêng cho Chúa. Vậy thì chương trình của Chúa là sao? Cho nên anh chị em, khi mà đi vào con đường lòng thương xót Chúa thì đừng nghĩ rằng con đường nó sẽ xuôi chảy. Đó là con đường khấp khảnh, gập ghềnh, con đường thập giá. Còn con đường bằng phẳng, con đường trơn tru, nhiều người đi thì lao xuống vực thẳm. Con đường khấp khảnh gập ghềnh ấy dẫn đến sự sống đời đời, chẳng mấy người đi. Xin Chúa cho chúng ta khi đọc lại hạnh các thánh, đặc biệt là các thánh lập dòng, thấy được cuộc đời các ngài cũng ba chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh, để mình vững tin khi mình gặp khó khăn thử thách, các ngài vẫn luôn tin thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Như An Phong Sô, cả cuộc đời chỉ chú tâm giảng về tình yêu Thiên Chúa, cả cuộc đời chỉ thích làm việc mục vụ loan truyền tình yêu của Chúa, đặc biệt là cho giới bình dân và giới nghèo khổ miền quê. Những bài giảng tập trung vào điều đó. Tôi thấy bây giờ cuộc đời của tôi cũng họa theo An Phong Sô, là tập trung chỉ xoáy vào lòng thương xót Chúa, như An Phong Sô xoáy vào tình yêu của Thiên Chúa, và ưu tiên đối tượng là những người nghèo, những người miền quê, giảng lòng thương xót Chúa cho họ, cho những người nghèo khổ, những người miền quê, những người bình dân, những người thất học, những người vùng sâu vùng xa.
Còn những bậc học giả, những dân trí thức, những người thành phố thì thôi, mình không có khả năng giảng dạy cho, thì cứ người miền quê giảng bình dân học vụ như vậy thôi. Những người đại đa số là những người nghèo, người khổ, người bình dân, người nhà quê, họ cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen. Đoàn con dâng lời ca tụng, dâng câu kinh bằng Chúa in mân côi tự tin. Dưới áo mẹ, đoàn con hân hoan sống vui bằng câu kinh mùa vui, mùa sáng, mùa thương.